Gương mặt nhà nông mà tin tức Mekong muốn giới thiệu đến quý vị và bà con hôm nay là ông Lê Văn Lợi, ngụ xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là người đã đầu tư chuyển đổi diện tích 3.000 m2 đất gò công trồng lúa của mình sang trồng cây ăn trái với đủ loại cây và hoa màu. Cách làm của ông đó là lên liếp và làm hàng rào sắt B40 xung quanh, sau đó trồng 500 cây ổi, 200 cây bưởi da xanh, 10 giàn mướp, bên dưới trồng bông súng và thả một số loại cá. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây ăn trái và cá đều phát triển tốt, ít sâu bệnh, đạt năng suất cao. Sau khi thu hoạch trừ đi các khoản chi phí, ông còn lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Đầu tiên thì tôi có lên trồng lúa, lúa mà thấy chuột ăn quá chứ nó thất thoát quá rồi, xin ăn tôi mới thấy gì tôi mới lên giường để làm. Nhưng mà tôi thấy làm thì thấy cũng được, đỡ. Cũng ngay một ngày thu nhập thì 300, 400 cũng có. Mỗi ngày là tiền vô lega gì đó. Nó không có ấy. Còn cái kia mình làm lúa thì nó 3 tháng mới thu hoạch. Thực tế cho thấy việc mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng vật nuôi có tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là đúng theo chủ trương của địa phương thì luôn mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Và ông Lợi là một tấm gương điển hình cho điều đó.